Xin chào các bạn, thì hôm nay trong video này mình đang có mặt tại cái giao lộ Võ Văn Kiệt ở khu vực quận 1, và đây là cái giao lộ chỗ cầu Camet. Thì mình quay một cái đoạn này cho các bạn về thấy cái mặt độ giao thông tấp nập ở cái tuyến đường này. Thì cái hướng xe mà đang chạy tới này là đi hướng quận 5, đi Chợ Lớn, đi Bình Chánh, đi Long An. Còn cái hướng ngược lại này là người ta đi qua hầm Thủ Thiêm, qua hầm sông Sài Gòn để người ta đi qua quận 2, quận 9 rồi đi về Đà Lạt, đi Vũng Tàu, đi miền Trung. Đây có một cái nhánh trên cầu này thì cái xe từ hướng này lên để mà đi về quận 4. Mặt độ giao thông ở đây rất là cao. Bên này có một cái tuyến đường nữa, thì đây là cái cầu Camet. Đây là cái mặt cầu. Cái view các bạn đang xem trên màn hình đó là cái khu vực hướng quận 1, trung tâm quận 1. Mình đi lại chỗ này, nó có một cái đoạn đường này trước kia có đường là có tên là bến Chương Dương, thì sau này người ta xây dựng lại, người ta làm thành cái đại lộ là Võ Văn Kiệt. Thì vẫn còn những cái ngôi nhà xưa, các bạn có mái ngói, các bạn thấy đó là trước đây là cái đường này bến Chương Dương và những cái tòa nhà cũ như vậy. Nhánh cầu cầu Camet từ hướng chợ Bến Thành, hướng trung tâm thành phố, người ta đi qua quận 4, qua quận 7. Xa xa các bạn chị thấy cuối màn hình đó là cái hầm sông Sài Gòn, và xe đó thì đi qua quận 2, qua quận 9 đi Thủ Đức. Đây là cái trên mặt cầu chính của cầu Camet này.
đến đây mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn chị ở video sau. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.